xin chào tất cả mọi người. Thì hiện tại hai chú con mình đang có mặt tại công viên Nago Endo Tsutsumi, là nơi nổi tiếng về hoa anh đào và hoa cải. Thì hai cha con xuất phát từ lúc khoảng 6 giờ sáng và đến đây cũng khoảng là 11 giờ trưa. Thì cách nhà khá là xa. Thì hiện tại thì bé Misa rất là đói bụng, mình phải kiếm chỗ nào để mà cho nó ăn một chút, rồi sau đó hai cha con sẽ đi một vòng công viên quay lại cho mọi người xem. Thì mọi người cùng chuẩn bị một ít bánh bông lan mềm để cho bé Misa ăn, tại vì nó còn nhỏ, nó chưa ăn được gì nhiều. Và một chai nước. Thì xung quanh này có rất là nhiều người, họ đang tổ chức picnic dưới gốc cây hoa anh đào, vừa uống bia, vừa ăn bánh, vừa ngắm hoa anh đào. Cái thời tiết khá là ấm áp và đẹp, đặc biệt là hoa anh đào đang nở rộ và đang mang cai. Thì công viên này rất là đẹp và nổi tiếng, nếu các bạn nào có dịp thì hãy đến đây ngắm hoa anh đào, ở đây rất là tuyệt vời. Thank you.
thì đây là lần đầu tiên mình đi ngắm hoa anh đào mà gặp đúng lúc nó nở rộ như thế này. Như các bạn đã thấy thì cái gốc hoa anh đào rất là bự, toàn những cây hoa anh đào cổ thụ thôi, và hoa là rất là nhiều. Thì mọi người ngắm hoa cũng rất là đông, mặc dù lúc này dịch bệnh vẫn đang bùng phát rất là mạnh mẽ, nhưng mà mọi người đều đeo khẩu trang hết nên là mình quay phim cũng rất là thoải mái. Và bây giờ mình sẽ đi xuống tầng kia và quay cho các bạn xem vườn hoa cải. Đầu tiên mình thấy vườn hoa cải rất là đẹp như thế này. Công viên nằm kế bên một dòng sông rất là đẹp và thơ mộng. Thì buổi chiều mà ra đây mà không gió thì ngắm hoa thì rất là tuyệt vời, phong cảnh đây rất là đẹp. Hiện tại mình đang đi qua cái nguyên tắc một tay một vũ nó, một tay cầm camera vừa đi vừa quay cho các bạn coi. Bây giờ mình sẽ nghỉ một chút thì mình thay pin camera, sắp hết pin rồi. Mình đem theo 3 cục pin dự phòng để quay hoa anh đào. Thì trước đây có một cái chuồng nuôi dê, không biết tại sao lại nuôi dê ở đây. Con đường đó là đường D, và bên kia là dòng sông, và bên này là một vườn hoa cải và hoa anh đào rất là đẹp. Biết là bông cải gì hay là không phải bông cải hay không, nhưng mà mọi người thì gọi đây là hoa cải. Thì mình nghe đồn rất là đẹp nên mình đi tới đây, quả nhiên là rất là đẹp, mà không biết loại cải gì, hoa màu vàng. Mình thấy mọi người đi ngắm hoa cũng rất là đông. Ban đầu mình đi thì mình nghĩ là rất là ít người, tại vì lúc này thì dịch bệnh vẫn còn đang nhiều. Bây giờ mình sẽ đi lên bờ đê phía trên kia, nó cao hơn bờ đê này, để mà quay hoa anh đào cho tất cả các bạn cùng coi. Một con đường hoa anh đào rất là đẹp, tuyệt vời. Chiều sáng mình đi mình gặp rất là nhiều đồng hương. Các bạn hôm nay cũng ra là ngày thứ bảy chủ nhật nên bên này được nghỉ nên các bạn đi ngắm hoa rất là đông. Giữa cánh đồng hoa cả rất là đẹp này có một con đường đi bộ xuyên qua cánh đồng và một chiều như các bạn.
để mọi người vừa đi vừa ngắm hoa thì họ đã căng dây cho con đường và có ghi là cấm vào vườn hoa để mà dẫm đạp lên hoa. Vẫn có một số chị em không cưỡng lại được vẻ đẹp của hoa và chui vào vườn hoa đang chụp hình bên dưới. Hình như chị em chúng ta thì phải. Nhật Bản nổi tiếng với hoa anh đào, được mọi người là khách sở của hoa anh đào nên mỗi mùa hoa anh đào nở thì họ thường tổ chức lễ hội ngắm hoa và các lễ hội khác liên quan hoa anh đào. Và Nhật thì họ rất là kỹ cái việc mà bạn bẻ cành hoa đem về hoặc là kéo cành xuống chụp hình làm cho hoa nó rớt rơi, nên các bạn đi ngắm hoa thì tuyệt đối không được bẻ hoa đem về nhé.
Một con đường rất là đẹp và lãng mạn được bao phủ bởi hoa anh đào, thật là tuyệt vời khi mà đi dạo ở đây. Nhé.
No, 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 no.